Dạ chào quý anh chị em đến với livestream nha. Dạ quý anh chị em nào mà có ở Việt Nam đó thì TV256 muốn mấy anh chị em biết những cái gì mà đang xảy ra tại tại Đồng Tâm không thưa anh chị em. Ở Đồng Tâm Mỹ Đức mà ở Hà Nội đó thưa quý anh chị em. Dạ chào anh Nguyễn Thanh Tịnh nha. Dạ đây là lần đầu tiên TV256 muốn live stream on phone đó. Mỗi lần thì dùng computer thì thấy hình ảnh nó có vẻ nó mờ lắm. Cái computer thì nó cũ rồi. Thành ra đầu tiên TV muốn live stream trên phone thử coi như thế nào. Cái thời điểm này đó TV256 thưa với quý anh chị em đó rằng là cái thời mà cộng sản nó có thể nhiều người người ta đoán đó là nó phải bị sụp đổ thôi, không có cách nào hết. Dạ chào TV, chào người bạn tên là Kim nha. Mình thấy rất là nhiều cái triệu chứng đó mà mình nghĩ là nhà cầm quyền này đó, việc mà họ mà phải làm đó, đáng làm trong cái thời điểm này đó là cái nhà cầm quyền Hà Nội đó là phải thả ra tất cả những cái tù nhân yêu nước đó. Cái tù nhân chính trị mà TV mong mỏi rằng là tất cả những tù nhân, tất cả đó là những người mà yêu nước, để mình giảm đi cái sức mà phản kháng của người dân. Dù mà anh mà bắt những cái tù nhân mà yêu nước như vậy, như là anh Trần Quỳnh Duy Đức, rồi luật sư Nguyễn Văn Đại, rồi chị Mẹ Nấm, rồi nhất là chị Trần Thị Nga nữa. TV256 rất là quý mến người người phụ nữ mà rất là khí khái là Trần Thị Nga đó, thưa quý chị em. Những cái người ngành này là những người rất là yêu nước mà bị hành hạ trong nhà tù cộng sản như vậy. Mà trong cái thời điểm này á, nhà cầm quyền phải hiểu rằng nó quá nhiều cái sự nổi dậy của người dân. Ngay cả người dân mà vẫn là phất cờ vàng ở Hà Tĩnh mà chúng ta thấy trong tuần qua đó, là mình biết rằng đó là cái thời điểm nó đã đến rồi. Người dân quá tột cùng căm phẫn rồi. Người dân căm phẫn dễ sợ luôn. Rồi bây giờ thêm cái vụ mà xảy ra ở Hà Nội nữa. Người dân bắt cả 20 người công an bằng cái áo công an mà chúng ta thấy hình ảnh ở trên Facebook. Rồi chúng ta thấy luôn cả, người ta nói luôn là 20 công an mà bây giờ lên đến 30 mấy công an rồi. 30 mấy công an bị bắt và bị đổ xăng để mà sẵn sàng, rồi là người dân phẫn nộ đến nỗi là sẵn sàng sẽ thiêu sống các anh công an đó nếu mà nhà nước đem quân đến để mà bao vây, mà cô lập cái cuộc đấu tranh của họ. Đó là những thời điểm mà chúng ta thấy người dân chịu không nổi nữa rồi. Quốc tế cũng vậy. Quốc tế chúng ta thấy nó có cái sự mà ông Trump cũng không chịu đựng được nữa. Những cái gì mà nhân quyền mà nó bị tước đoạt mà trầm trọng như vậy, mình thấy giống như bên Syria cũng vậy. Và thế là ông Trump là cho quả tiễn đi, 59 cái quả tiễn như vậy. Thì đất nước mình đó, tương lai cũng không có khá đâu. Mấy cái tên cầm quyền mà tiếp tục cầm quyền là sẽ không khá được. Đây là cái thời điểm mà nhà cầm quyền phải thay đổi, thưa quý anh chị em. Nhà cầm quyền phải thay đổi. Mình không có ai mà muốn cái đất nước mình bị tàn phá về chiến tranh mà mình thấy là máu đổ, là mình không bao giờ chấp nhận được. Cái chủ trương của TV256 đó là cái đất nước đó, TV nghĩ ra giống như là một cái ngôi nhà vậy đó.
và những mỗi người dân đó là một viên gạch thôi. Và TV không muốn mất một người dân nào hết. Dù anh là cộng sản, anh là quốc gia, anh cũng là một cái viên gạch để mà xây lên cái căn nhà Việt Nam. Hiểu không? Cái chủ trương của TV dẫn rằng là người Việt không giết người Việt. Cái là đúng. Khi mà anh từ bỏ cái chủ nghĩa cộng sản thì anh trở thành người Việt Nam thôi. Và cái mà mình muốn đấu tranh cho một nước tự do, phải không? Dân chủ. Cái đó là cái tâm nguyện của người Việt Nam của mình. Trong và ngoài nước đều y như vậy hết. Nhưng mà mình không cần mình phải giết một cái anh cộng sản nào hết. Miễn mà anh là cộng sản mà anh biết thay đổi. Anh biết thay đổi để mà mang hạnh phúc no ấm cho người dân thì tự nhiên là người dân vui vẻ đón nhận thôi. Cộng sản nó quá lỗi thời rồi. Cả thế giới này nó quăng bỏ vào thùng rác rồi. Bao nhiêu nước theo cộng sản mà bây giờ người ta từ bỏ hết rồi. Tại sao Việt Nam mình thì không từ bỏ cái cộng sản? Cái điều đó là điều rất là vô lý. Mà ai cũng thấy điều đó. Ai cũng thấy những cái điều sai lầm như vậy hết. Biết bao nhiêu điều sai lầm mà để mà gây nên cái nỗi oan ức của người dân. Gây ra những cái điều mà đạo đức, kinh tế, suy đồi, giáo dục, y tế, tất cả mọi việc đều xuống cấp hết. Người dân ăn bây giờ cái gì sợ hết. Cái gì ở trên bàn ăn cũng sợ hết. Mà ngay cả TV256 sống ở bên Mỹ cũng sợ luôn. Nhiều khi đó mình ăn mình cảm thấy những cái đồ mà ở Việt Nam hoặc là ở đồ của Trung Cộng nó đưa qua bên đây đó. Mình cảm thấy mình bị nhức đầu đó. Mình đâu có lý do là có phải là tại mình ăn cái đó mình nhức đầu thôi không? Ngay cả đồ ăn ở bên Mỹ mà cũng bị ảnh hưởng nữa. Tại vì cái thằng cộng sản đó tất cả rồi là mọi phương tiện nó dùng hết để nó đạt được cái cứu cánh là nó kiếm tiền cho nhiều thôi. Nó rất là vô lương tâm. Nó tạo tạo một cái thế hệ mà con người như vậy. Việt Nam cũng vậy. Việt Nam rất là vô lương. Những người dân mình thấy mà TV đã từng qua bên Việt Nam rồi, về Việt Nam thăm lại quê hương mình. Ít ra TV256 cũng đã 2 lần đi thăm quê hương mình rồi. Và vì cái sự việc đó mà mình thấy mình phải lên tiếng thôi. Bây giờ mình vui lắm. Sau này mà có cái vụ mà livestream ở Facebook á, TV256 rất là vui. Mình thấy là anh Quỳnh Quốc Huy nè, rồi cô Đoàn Thị Thùy Dương nè, rồi Lisa Phạm nè, rồi Trương Quốc Quý nè, rồi Mã Tiểu Linh nè, rồi Jenny Trần nè, biết bao nhiêu người mà livestream. Nó làm cho cái TV256 này cảm thấy mình cũng phải là livestream. Mình chịu không nói. Mà mình muốn đóng góp cái tiếng nói của mình. Mình muốn cái đất nước mình tự do dân chủ để mọi người dân được sung sướng giống như mình đang ở hải ngoại này. Chứ mình có tội tình gì đâu. Mình yêu quê hương mình. Mình cái chủ trương mình là không muốn giết một ai hết. Không muốn giết một ai hết. Miễn mà anh là cộng sản, anh từ bỏ cái chế độ cộng sản đó là mình chấp nhận hết. Mình chỉ mơ ước được cái điều đó thôi. Tại vì cái chủ nghĩa cộng sản nó đã tàn phá cái đất nước mình. Nó là một cái chủ nghĩa nó tội ác, nó gây con người làm tội ác. Thành ra mình hoàn toàn mình không thể chấp nhận được cái chủ nghĩa cộng sản, thưa quý anh chị em. Mà lý do đó mà mình thấy mình là một người Việt Nam thì mình phải có bổn phận với quê hương của mình. Mình là một người Việt Nam mình phải có bổn phận đó thôi. Tôi là người hải ngoại nhưng mà đất nước mình cũng là đất nước Việt Nam. Dạ. Yeah.
Thành ra bắt buộc mình phải lên tiếng. Đó là trách nhiệm. Trách nhiệm cá nhân của mỗi người Việt Nam. Mỗi người Việt Nam đều phải có trách nhiệm đối với quê hương của mình, thưa quý anh chị em. Mình phải trách nhiệm thôi. Mình thấy nhiều cái cảnh đồng bào mình đau khổ quá mà. Mà toàn là những người yêu nước, những người đòi hỏi nhân quyền, những người đều mong muốn cái sự tốt đẹp cho quê hương mình. Mà những người đó lại bị ở trong tù không? Vô lý gì? Cái đất nước này vô lý gì? Mà những người đó đó rất là tài giỏi. Giống như anh Trần Quỳnh Duy Thức, anh là một cái anh kỹ sư mà để mà anh sáng lập được cái công ty nữa. Mà nghe nói là cái software của ảnh mà làm đó, là nếu mà ảnh còn sống là ảnh là người đầu tiên mà làm được cái điều đó. Một cái doanh nhân tài ba như vậy đó ở trong tù. Những người như chị Lê Thị Công Nhân là chị một luật sư là cũng là tài ba. Người ta phải qua một cái trình sự huấn luyện mà mấy chục năm như vậy, mười mấy năm như vậy để trở thành luật sư. Hoặc là anh Nguyễn Văn Đài, bao nhiêu người đều là trí thức, đều là tài giỏi hết. Tất cả là TV thấy là tài giỏi hết là bị nằm ở trong tù. Thành ra mình không thể nào chấp nhận được cái tình trạng mà đất nước mình đã giam những người yêu nước như vậy. Trong khi những người tài giỏi như vậy đó, họ có thể kiếm hàng triệu, hàng tỷ đô la về cho cái đất nước mình. Hàng tỷ tỷ đô la nữa, chứ không phải là đừng có nói là vài trăm triệu đâu. Cái tư tưởng của con người đó, nó có thể tạo ra cái đồng tiền mà khủng khiếp lắm. Nhưng quý anh chị thấy, cái nước Nhật nó đâu có cần phải tài nguyên như vậy đâu. Mà tại sao nước nó giàu có như vậy? Nước Nhật đó đâu phải là cần phải tài nguyên mà giàu có như đất nước mình đâu. Cái mà cần giàu nhất là nó nằm trong cái đầu của mình đó. Không. Là cái ý kiến, cái tư tưởng, cái sáng tạo của mình nó làm cho cái quê hương mình giàu. Mà những người tài giỏi đó lại nằm ở trong nước, thử hỏi làm sao mà cái đất nước mình khá được. Cái đất nước mình nghèo mãi muôn năm với một cái chế độ mà cầm tù những người mà tài giỏi như vậy. Toàn là luật sư bị bắt không à? Toàn là linh mục cũng là người mà được người dân thương mến là cũng bị bắt. Thấy không? Bao nhiêu người dân thương mến là bị bắt hết. Giờ chị Bùi Thị Minh Hằng cũng là một người doanh nhân giàu có. Tất cả là bị bắt hết. Những người tài giỏi yêu nước là bị bắt hết. Chúng ta không thể chấp nhận được. Và cái ngày nay là cái ngày mà thấy rõ được cái sự sụp đổ của chế độ cộng sản. Chúng ta biết điều đó. Mọi người đều biết điều đó. Mọi người nhìn một hướng là tự nhiên nó sập đổ thôi. Người nào cũng trong lòng mình đó nghĩ rằng chế độ này sập đổ thì tự nhiên nó bị sập đổ. Sự thật là vậy. Cái tư tưởng của con người nó đi nhanh lắm. Bây giờ mình nhìn thấy ở đâu biết bao nhiêu cái trường hợp mà đốt nhà như vậy, đốt cơ sở xưởng của giặc Tàu như vậy. Đó là những cái mà triệu chứng mình thấy cái sự sụp đổ chứ. Mình thấy chấp cháy gọi là khắp mọi nơi hết. Mà người dân phản kháng gọi là khắp mọi nơi hết. Bao nhiêu tỉnh thành đều có người phản kháng hết. Là mình biết rõ là cái chế độ này đó nó không có lòng dân. Và khi đó, hôm nay TV muốn livestream đó để cho những người cầm quyền nhìn thấy. TV muốn gọi là nói thẳng với những nhà cầm quyền đó là phải làm một bước tiến thay đổi, là thả tất cả các tù nhân, thả tất cả các tù nhân yêu nước, tù nhân chính trị mà chúng ta gọi là nhân lương tâm đó, quý vị phải thả hết. Tại sao quý vị phải thả? Tại vì tương lai của quý vị đó nó cũng giống như Gaddafi thôi.
Trước mắt quý vị nhìn thấy cái hình ảnh mà đẫm máu của Gaddafi không? Gaddafi là cái ông mà đại tá của mà nước Libya đó. Khi mà ông trốn trong ống cống đó và người dân đó lôi ông ra ống cống để mà xử ông, xử trảm ông đó. Hình ảnh của Gaddafi là hình ảnh của các nhà cầm quyền như vậy. Thành ra đó, nếu mà mình đưa ra một cái bước mà để mà giải quyết đó, thì mình làm cho cái lòng dân nó bớt căm phẫn. Lòng dân bớt căm phẫn là mình thả ra tất cả những tù nhân chính trị, cho họ về với gia đình. Đó là mình tạo được cái sự mà để về sau đó, người dân đó, người ta cũng còn tha thứ mình được. Khi mà mình từ bỏ cái cộng sản là người dân chấp nhận mình. Tội giả gì mình phải giữ những cái người mà tù nhân đó. Đâu lợi ích gì giữ những cái tù nhân đó để mà gây nên cái sự căm phẫn của người dân. Ngày nào mà một tù nhân mà chính trị còn đó là người dân căm phẫn đến cả gia đình của họ, mà tất cả những người đấu tranh đều căm phẫn. Ngay cả TV256 này rất là căm phẫn. Căm phẫn mỗi ngày. Đức tưởng là người dân quên những người mà tù chính trị đâu. Người dân không có quên điều đó đâu, thưa mấy cái nhà cầm quyền đó. Nguyễn Phú Trọng, TV nói đích danh ông Nguyễn Phú Trọng, phải thả ngay tất cả các tù nhân chính trị. Nói ngay mặt cái ông Trần Đại Quang cũng vậy. Ông đồng Trần Đại Quang đó phải sử dụng cái quyền hành của mình để mà thả tất cả những tù nhân chính trị. Những người đó là những người vô tội mà tất cả mọi người dân đều biết, chứ không phải là không ai biết. Rồi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng vậy, và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng vậy. TV nói đến bốn người này đó, hãy sử dụng cái quyền hành của mình mà thả ngay tất cả các tù nhân chính trị. Họ là những người con dân Việt Nam mà mọi người yêu thương mến, phải nói như vậy. Và mình phải biết cái thời hạn mình không còn lâu nữa đâu, không có còn ngồi quyền hành lâu nữa đâu, mà người dân sôi sục mỗi ngày. Đó, biểu tình mà hàng ngàn người mà người ta cầm cái lá cờ Tổ quốc rồi là cờ đỏ sao vàng, và người ta ném xuống đất cái lá cờ đỏ sao vàng. Cái lá cờ đó là cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến, mà ai cũng biết được điều đó. Cái lịch sử từ từ nó bị lòi ra hết, và nó đủ bằng chứng, người dân đủ bằng chứng để người dân biết đây là những cái lá cờ Phúc Kiến, là cái lá cờ mà mang cái dân tộc mình xuống bùn đen, làm cái xã hội mình điên đảo, làm một cái con người Việt Nam mình đó, mình phát xuất từ là một con người có cái văn hóa 5.000 năm, gần 5.000 năm như vậy. Người Việt Nam có văn hóa gần 5.000 năm như vậy. Mà hiện tại bây giờ con người Việt Nam phải thay đổi như thế nào? Quý anh chị thấy không? Mấy người Việt Nam sống ra sao? Trong khi ở hải ngoại này đó, mới đúng là con người Việt Nam. Con người Việt Nam biết lịch sử, biết thiêng liêng nhau, biết kính trọng ông bà, biết gọi là anh em, chị em. Bởi vì cái đó là sự thật. Khi mà TV256 về trong nước, TV thấy rõ điều đó. TV thấy là người dân rất mến những cái người mà Việt hải ngoại mà về quê hương. Tại vì trong cái bản tánh của nó, trong cái bản tánh người Việt hải ngoại đó là họ hiền lành, họ lịch sử, họ có rác họ cũng bỏ trong túi nữa.
đó là cái bản tánh của họ. Họ học được những cái hay của ở ngoài, và họ cũng không sợ. TV về đó TV không có sợ, làm bậy là TV cử rồi. TV không bao giờ, TV vẫn tỏ ra là một người gọi là tự do, sống y như bên Mỹ vậy. TV không sợ gì, làm bậy là nói thẳng ra. Mà rõ ràng là nói thật, có thể ba TV hay năm sáu thì có thể là lo là sợ là con mình bị bắt rồi bị sợ, ông cứ sợ không có cho TV nói. Nhưng mà sự thật TV nói láng, cái gì làm bậy TV nói, và TV chấp nhận mà không có sao đó. Không? Mình về đó là mình phải mang cái phong thái của một người tự do chứ. Mình đâu phải mình về đó để mà luôn cuối là TV không lời không về. TV mang cái phong thái người tự do để cho mình thấy là mình ở bên Mỹ về Việt Nam TV cũng làm ý như vậy. Không sợ gì đó. Trước khi đi đó, nói thiệt với anh chị em, trước khi đi là nó nói TV 256 nằm trong sổ đen rồi. TV không có làm gì hết. Và TV nói khẳng định TV không làm gì hết á. Và thế là nó cho đi. Đó là nó có câu chuyện là đồng ý là nó cũng biết, không biết nó biết mình đấu tranh hay không. Nhưng mà khi mà nó cho đi rồi đó, thì ba TV 256 là sợ. Đúng không? Sợ là con mình bị bắt ấy. Lúc đó thì bây giờ ba TV đã mất rồi, lớn tuổi rồi. Nhưng mà cá nhân TV hoàn toàn không sợ, nhất định không sợ. Bắt thì cứ bắt không sao, đúng không? Cái tuổi mình cũng lúc đó là cũng khoảng năm chục, bốn mấy năm chục gì. Rồi mà mình về đó đó, khi mình về đó mình mới thấy đồng bào mình đau khổ, là mình phải nhất quyết, mình phải càng đấu tranh mạnh thêm nữa, mình càng viết bài nhiều hơn nữa. Và mình thấy những cái điều mà nó sai trái ở trong đất nước. Thử hỏi TV nhớ là mình đi qua cái mũi này mà đường mà để mà đi Hà Tiên đó, một cái bãi biển nó đẹp như thế đó. Một bãi biển cái mũi này đó, nó đẹp khủng khiếp luôn. Mà trước khi đi xuống biển đó là hai bên đó là rác. Cái bãi biển đi tắm đó mà hai bên nó rác khủng khiếp. Mà hai bên nó rác đó, nó là cái phần đất nó cao. Phần đất nó cao thì tự nhiên mưa đó, nó rớt xuống bãi rác, là nó chạy ùa ra biển. Rồi mình tắm ở dưới. Thử hỏi cái đất nước mình có thể chấp nhận được những cái kẻ mà hành xử như vậy, điều khiển cái đất nước mình như vậy. Trong khi đó, TV nghĩ đó, nếu mà TV là nhà cầm quyền đó, TV chỉ cần mướn một hai người thôi đi lượm rác, lo đổ rác. Mà một hai người đó trả không có bao nhiêu tiền hết đó, mà giữ cái vệ sinh chung cho cái bãi biển mình. Tại vì cái bãi biển mình còn các tỉnh khác người ta muốn xuống tắm biển nữa. Rồi còn các du khách du lịch về người ta muốn thăm mũi Nai nữa. Phải không? Mà nó rác kinh hoàng. Đến nỗi mà đau lòng tôi vì có người cháu nữa. Nó đi xuống rồi cái là nó bị đứt chân. Trời đất ơi, bởi vì mình không căm phẫn sao được. Mình về nước mà mình thấy những cái điều đó, mình rất là căm phẫn. Mình hiểu cái chế độ cộng sản này đó, nó không làm được cái gì hết. Nó không có làm được cái gì mà tốt cho người dân đó. TV khẳng định như vậy. Thấy anh Quỳnh Quốc Huy đó nói đó, TV hôm nay cũng muốn nói như vậy đó. Quỳnh Quốc Huy đó, ảnh thách thức tất cả những người mà đang coi ảnh đó, thách thức tất cả những cái người cộng sản coi anh Quỳnh Quốc Huy, hỏi coi
đặt cho anh Quỳnh Quốc Huy biết cộng sản đã làm cái điều gì tốt cho dân tộc Việt Nam, để anh Quỳnh Quốc Huy trả lời cho. Thì cũng có cái suy nghĩ giống như như anh Quỳnh Quốc Huy rồi. Ở đây hình như nó không có tiếng Việt, thành ra không biết quý anh chị em mà có TV thấy, hình như nó không có so cái touch chat của quý anh chị em để mà đánh máy rồi mà TV chưa rành máy nha, thành ra TV phải quý anh chị em tha thứ cho có những cái lỗi lầm. Nó nhiều khi nó bây giờ TV vào cái thí dụ bây giờ TV vào computer của TV 56 coi. Thấy rồi. Đúng rồi. Hay quá. Mình vào computer mình cũng thấy, và mình thấy tất cả những cái comment của quý anh chị em nha. Rồi mình thấy tiếng Việt nha. Thành ra nãy giờ quý anh chị em nói mà mình đâu có hiểu đâu. Mấy những người mà gọi là TV cảm ơn bạn Hùng Lê nha, bạn Phụng Nguyễn, rồi bạn Thảo Thảo Nguyễn nữa. Đó, nó có những cái bình luận đó mà bây giờ TV biết được rồi. Hay quá. Vậy thì trong khi TV on stream on cái live stream on cái phone đó thì cái computer nó cũng có hình ảnh luôn. Nó cũng có hình ảnh trực tiếp luôn. Và nó có những comment nữa. Thành ra quý anh chị em mà nào đánh dùm comment cho TV56 đi, để TV có thể TV yêu cầu quý anh chị em nào mà theo về phía cộng sản đó, đúng không, thì đánh dùm cho những cái tag chat cho TV, đúng không, anh em thấy những cái gì mà cộng sản làm hay là đẹp được hỏi thử. Sự thật cá nhân TV chưa thấy gì mà cộng sản làm tốt đẹp cho cái đất nước đó. Chưa từng thấy một điều gì hết. Ở bên Mỹ này, ví dụ mà người ta thất nghiệp quá thì người ta làm đường, đúng không? Làm đường thì lẽ nhiên là phải mướn công nhân, tạo cái công ăn việc cho người ta, đúng không? Người ta làm đường xá, người ta xây nhà, cầu cống đủ thứ hết. Còn nước mình không có. Nước mình người dân toàn là những cái làm cái việc mà đói không, làm cái việc mà lương không có đủ sống, đúng không? Việc cộng toàn là phá hoại không à, tất cả là đều là phá hoại không. Nó cứ lo xây tượng rồi là nghìn tỷ, rồi nó cứ xây tượng Hồ Chí Minh, rồi đây xây tượng cả Lenin nữa, nó có khùng không? Giờ này nó cũng còn tiếp tục làm cái điều đó. Rất là bất nhân. Tại vì mỗi cái công trình mà nó muốn xây dựng á, thì nó có chấm mốc 10%, 15%, rồi nó chia chác nhau để mà ba những xây những cái bàn tượng như vậy đó. Thì thử hỏi cái đất nước mình về đâu? Nó xây cái tượng mà gọi là bà mẹ anh hùng đó, trời đất ơi. Vậy rồi còn bà mẹ ở miền Nam, trong khi lúc đó nó mở miệng là nó hòa hợp hòa giải dân tộc mà, còn bà mẹ ở Việt Nam Cộng Hòa có phải là cái mà nó xây tượng bà mẹ đó là nó gây cái sự chia rẽ không, gây cái sự chia rẽ mà chia rẽ dân tộc là phải bị xử tội, nằm ở trong cái điều bộ luật hình sự đó. Khi xưa đó nó cũng kết tội Linh Mục Lý là gây chia rẽ dân tộc, mà tại sao nó đi nó làm một cái tượng mà bà mẹ anh hùng, bà mẹ kháng chiến không ạ? Còn bà mẹ ở miền Nam ra sao? Biết bao nhiêu bà mẹ ở miền Nam, đâu phải là bà miền Nam tất cả là tội ác hết đâu. Đâu phải là cứ theo cộng sản là mới là tốt đâu.
Giờ này người ta hiểu hết. Người ta hiểu hết là cái cộng sản là tồi bại, cộng sản là gây chia rẽ. Đến nỗi mà 42 năm rồi mà người ta đi thăm cái nghĩa trang quân đội, nghĩa trang quân đội Biên Hòa đó thưa quý anh chị em, nghĩa trang quân đội mà nó bắt phải ghi tên, ghi tên rồi ghi ghi tên tuổi rồi địa chỉ đó. Dã man thế. Trong khi miệng thì nó hòa hợp, hòa giải dân tộc, hòa giải dân tộc kia. Đó. Bởi vì làm sao mà cái đất nước mình tiến bộ được? Mình phải có một cái cuộc hòa giải thật sự kìa. Mình phải học khôn của người Mỹ kìa. Người Mỹ cũng vậy. Người Mỹ cũng có nội chiến giống như mình, đâu có khác gì đâu. Người Mỹ cũng có nội chiến, nhưng mà người ta biết sau cái cuộc nội chiến, người ta hai người tướng người ta biết là thương yêu nhau, người ta bắt tay nhau, người ta ôm lấy nhau, và người ta cái người lính chiến thắng đó, họ cho ngựa, họ cho tiền bạc, họ cho đồ ăn để người cái lính mà người lính Mỹ thua trận đó về nhà với gia đình. Đó là mấy sự thật hòa hợp hòa giải. Chúng ta thấy rõ không? Đến nỗi cái lá cờ của người thua trận cũng được tôn trọng nữa. Bây giờ nó đâu có để ý đâu. Thấy không? Người ta là như vậy đó. Đúng không? Dạ, cảm ơn bạn Chi Lê nha. Chứ đâu phải mà cùng là mà ngay là người Mỹ là họ không phải cùng dòng máu đó. Người Mỹ là có khi là người Pháp, rồi có khi người Anh, rồi Đức, rồi đủ thứ dân tộc trên thế giới đó. Mà họ còn có tình thương như vậy. Còn trong khi đó, sau cuộc chiến tranh, mình là người cùng máu mủ với nhau, đều là con rồng cháu tiên hết, mà mình lại hành hạ với nhau rất là tàn nhẫn. Hành hạ với nhau rất là tàn nhẫn. Nếu mà quý chị em mà sống ở trong Việt Nam vào thời đó thì quý anh chị em thấy dạ. Chào Johnny Mỹ nha. Thứ hai là đúng là Mỹ Linh là TV56 này thưa quý anh chị em. Thì cái nick Mỹ Linh đó thì anh John Nguyễn là Mỹ Linh là đã có cái nick này từ năm 1995 rồi. Lấy TV này trong nó muốn mà lấy cái nick là coi là như là người nữ thì cái tiếng nói người nữ thì nó quan trọng hơn. Nên có thể mình nghĩ như vậy, tại vì mình sống trong cái xã hội ít TV cũng sống được 3 năm. Sống 3 năm với cộng sản, thành ra mình hiểu cộng sản nó lại sợ cái tiếng nói của người phụ nữ, thành ra mình gì đó mình lấy cái nick Mỹ Linh thôi, chứ không có gì quan trọng đâu. Kinh hoàng lắm. Nếu mà TV chợ hay bất kể cái thời mà TV sống với cộng sản mà trong một hai coi như 2 năm rưỡi đó. Cuối năm 1977 thì TV256 mới đi ra khỏi nước. Coi như 75 đến 2 năm, coi như 2 năm mấy đúng rồi. Thời rất rất là kinh hoàng. Mình đang sống một cái cuộc sống gọi là sung sướng. Sự thật là vậy. Dạ, chào anh Phát Lúa nha. Phát Lúa chứ. Mình đang sống cuộc đời rất là sung sướng. Tự nhiên rồi sau năm 75 rồi mình thấy chiến tranh chấm dứt, mà phải nói cá nhân mình rất mừng. Mình biết cộng sản chứ, ba mình đã nói nhiều về cộng sản, mình biết nó tàn ác lắm. Cá nhân mình biết, thưa quý anh chị em, mình biết, nhưng mà mình có cái suy nghĩ nó có thể là nó sai sự thật.
Mình suy nghĩ ở trong cái lòng của TV26, mình nghĩ rằng là bây giờ là hết chiến tranh rồi. Mà một cái đất nước mà hết chiến tranh thì mình nghĩ như thế nào? Ai lại không vui? Con người ta không có bị chết nữa, không bị chết vì bom đạn nữa, rất là vui. Thì mình biết cộng sản ác, nhưng mà mình nghĩ rằng cộng sản nó ác là tại vì có chiến tranh, thành ra nó mới ác thôi. Nghĩ đơn giản vậy thôi. Bây giờ hòa bình rồi còn ác với ai nữa? Hòa bình rồi thì không còn ác với ai nữa. Tất cả mọi người Việt đều là người Việt thôi. Mà cả một chế độ mà người ta đã đầu hàng rồi, thì TV nghĩ rằng là không có lý do nào để trả thù hết. Tại sao? Tại cái người mà tổng thống mà đã đầu hàng rồi thì coi như rắn mất đầu. Anh á, thì mà anh là tướng, anh làm tướng đi, nhưng mà anh muốn phản kháng rồi làm sao được? Không có không một cách gì mà phản kháng được, tại vì cái người mà tổng thống ở trên nó đã đầu hàng rồi thì anh không thể nào mà anh phản kháng được. Thằng lính nó cũng có cái suy nghĩ của nó. Nó nói anh là tướng, anh phải vâng lệnh cấp trên là tổng thống. Tổng thống đã ra lệnh thì bắt buộc là anh phải tuân theo thôi. Bây giờ anh muốn mà chúng tôi chiến đấu dưới sự chỉ huy của anh thì anh chính là anh không nghe lệnh cấp trên, thì chúng tôi sẽ không nghe lệnh anh và chúng tôi sẽ bắn anh. Người lính họ có suy nghĩ đơn giản như vậy. Người lính Việt Nam Cộng Hòa họ có suy nghĩ đơn giản, mà có thể cũng có nhiều nhóm anh em để mà họ đồng lòng họ chiến đấu và họ ở lại, thành ra nó tạo thành những cái nhóm rải rác chứ nó không có được mà lớn. Nó không có được lớn thì cái đó thì có. Đúng không? Những người anh em thương nhau rồi rồi họ có thể họ ôm chung một cái quả lựu đạn nữa. Cái đó sự thật đó thưa quý anh chị em. Và TV lúc đó là ở đường Nguyễn Kiệm ấy, thì TV biết rằng là có cái vụ đó. Đó là những cái người lính mà biệt kích ấy. Những người lính biệt kích họ ôm chung cái lựu đạn để mà cùng chết chung ấy. Chào Dương Gia Bá nha, chào Dương Hóa nha. Dạ, quý anh chị nào hồi nãy TV có hỏi đó là quý anh chị nào mà đứng về phe mà cộng sản á, thì cái việc lên tiếng, TV hứa danh dự là sẽ không đá ai hết, sẽ không có unfriend gì. Đối với TV là tất cả người dân đều là mọi người đều 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 coi như là bình đẳng hết đó. Không có gì trở ngại TV 256 hết đó. TV chịu chửi hay lắm. Nói gì các bạn mà tay phe và cờ đỏ đó, cờ phúc kiến đó, cứ chửi TV không sao hết. Cái đó TV chịu đựng hay lắm. Tại vì cái đó là tới 12 thành công lực luôn đó nha. Tại vì TV 256 nó ghê là cũng là chơi ở trên Power Talk là cũng có thể mười mấy 20 năm rồi nói chuyện trên Power Talk đó. Thành ra Power Talk thì một cái nơi gọi là quý anh chị em không biết biết không. Chú Linh đang sống ở đâu vậy? Thì đang ở bên Mỹ đó thưa, mà Chi Lê đang bên Mỹ nha. Thành ra mình chịu đựng thôi, ba lời chửi mà đâu có ăn nhầm nhò vậy không? Tại vì nhiều khi mình có quan niệm người ta chửi cho có cái gì đó là người ta không hiểu thôi. Và người ta không hiểu thì cái mục đích của TV livestream đó là phải làm cho người ta hiểu, đó là trách nhiệm của mình. Và khi mình thấy được cái trách nhiệm của mình như vậy đó thì mình phải hiểu lý do tại sao người ta chửi mình, và mình giải thích những cái điều mà người ta không hiểu. Tại vì đó mình biết đâu mình cũng là một nạn nhân của cộng sản. Nếu mà mình sống trong cái xã hội đó, mình sống trong xã hội mà nó đầu độc mình như vậy, làm sao mà mình không bị
tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng đó. Đến cả ông mà Trần Nhật Quang, Trần Nhật Quang là mình thấy già rồi. Ông Trần Nhật Quang là chắc cũng cái cỡ tuổi của TV hoặc nhỏ hơn tí xíu, đúng tuổi rồi, mà ông bị ảnh hưởng, bị cộng sản nó độc như vậy, đầu độc như vậy. Ông không biết, ông hoàn toàn không biết là Bắc Hàn là người dân đang bị đói, người dân đang bị đói mà đói triền miên. Ông cứ ca tụng Bắc Hàn là một cái nhà nước cộng sản xã hội chủ nghĩa tốt đẹp, gọi là mẫu mực. Họ đâu có thấy những cái nhân chứng mà khi mà vượt thoát Bắc Hàn để mà kể lại cho quý anh chị em nghe đâu. Những cái nhân chứng kể là những điều rất là kinh hoàng ở Bắc Hàn. Dạ chào CH Giang Sơn nha. Đó. Nhưng mà mình không nên, tại vì trong cái cuộc đấu tranh của mình đó, mình lẽ dĩ nhiên nó cộng sản là nó, mình coi là nó là kẻ thù rồi, lẽ dĩ nhiên TV hiểu điều đó. Nhưng mà khi mà mình livestream á, mà nó bước vào đó, thì mình phải coi nó là khán giả của mình. Và nếu mà nó thắc mắc, nó chửi mình hỏi lý do và mình sẽ giải quyết tận gốc rễ. Nếu mà nó không hiểu, mình phải giải thích thôi. Đối với TV là lấy tình thương để mà xóa bỏ hận thù, sự thật là vậy đó. Chứ bây giờ người ta không hiểu là làm sao. Nhưng mà mình phải hiểu một cái vấn đề chính, đó là cái chế độ nó tàn độc, cái chế độ nó bưng bít thông tin, rồi thành ra tất cả những cái giới trẻ sau này lớn lên đều bị bưng bít thông tin. Thành ra mình phải hiểu đó là nạn nhân, họ là nạn nhân cộng sản. Mà nạn nhân thì mình phải cần giúp họ hơn là mình anh fan với họ hoặc là mình chửi họ. Đó. Nhưng mà cái này là TV 256 điều này là không phải là TV chị Lisa Phạm đâu. Xin lỗi chị Lisa Phạm nha. Những cái chương trình mà chị Lisa Phạm TV rất là thích. Mỗi người có cái cách đấu tranh riêng, hiểu không? Nhưng mà trong cái khả năng của TV ấy, thì TV có nhiều cái khả năng về cái vấn đề mà mình giải thích. Mình giải thích sự thật cho giới trẻ hiểu. Mình giải thích cho những cái anh cộng sản hiểu được sự thật. Thì cái điều đó TV làm được, hiểu không? Chứ TV hoàn toàn không có phản đối chị Lisa Phạm nha. Chương trình Lisa Phạm là TV rất coi rất là nhiều và TV rất là thích, hiểu không? Chương trình của chị Thùy Dương thì của anh Quỳnh Quốc Huy cũng vậy. Đó là những chương trình mà TV thấy rất là đặc biệt đó. Họ những người đó là những người rất là có bản lãnh, rất là có bản lãnh đối với cộng sản, giống như Jenny Trần cũng vậy. Hiện nay TV thấy cũng có cái cô mà Jenny Trần đấy nè. Đó, những cái người đó mà TV rất là yêu mến nha. TV có cái TV 256 có cái suy nghĩ đó là trong cái cuộc đấu tranh của mình đó, mình không nên chống những người bạn của mình. Mình cảm thấy là người bạn của mình, người đó cũng đấu tranh, thì bằng mọi giá mình không có chống. Tất cả các tội ác đó, nó nằm ở trong cộng sản không. Nếu mà mình biết, mình đánh người khác nó dễ bị lộn lắm thưa quý anh chị em. Dễ bị lộn lắm, tại vì quý anh chị em phải hiểu là TV26 này có một cái quá trình rất là lâu. TV đấu tranh từ hồi còn nhỏ xíu á, mới vừa ra khỏi Mỹ là đã tính đấu tranh rồi, là đã có cái sự đấu tranh rồi, chứ không phải là tới sau này đâu. Cái quá trình lâu, thành ra TV hiểu được đó, mình không đánh nhau. Ngay cả cô mà Hồng Thái Hoàng đó,
cũng là người bạn thân thích của TV. TV nghĩ như vậy thôi. Dù là TV chưa có nói chuyện với cô, nhưng mà TV nghĩ rằng là đó là những người bạn của TV đó. Chúng ta đừng quá đa nghi. Đừng có quá đa nghi. Sự thật như vậy đó, nó nguy hiểm lắm. Tại vì đó, thứ nhất chúng ta không có bằng chứng. Chúng ta không có bằng chứng, chúng ta đánh nhau đó. Hai người đấu tranh mà cùng chống cộng sản hết mà đánh nhau đó. Tự nhiên nó tạo ra cái sự, cái không khí căng thẳng của hai phe. Nó tạo nên hai phe là không được, không được là không được. Tại sao mình có thời giờ để mình đánh thằng cộng sản? Rõ ràng mình không đánh, mình đánh Nguyễn Tấn Dũng nè. Mình đánh gọi là Nguyễn Phú Trọng nè, mình đâu có sợ. Tại sao mình không nhắm mình đánh? Mình đánh mấy thằng công an đang hạ hiếp dân nè. Tại sao mình đánh mấy cái người mà họ đang đánh gì cộng? Đừng bao giờ làm cái chuyện đó, thưa quý anh chị em. TV khẳng định một điều đó đó. Tôi nghĩ rằng là mình đúng đó. Tại vì mình không có muốn gây chia rẽ. Họ làm cái gì đi nữa đó, nó cũng tốt hơn cộng sản. Tại sao mình phải đánh người anh em của mình? Cũng Hồng Thái Hoàng cũng là một cái người mà nên nhớ Hồng Thái Hoàng vượt qua cái giới hạn đó. Tôi muốn chia sẻ điều đó. Vượt qua giới hạn. Giới hạn đó là cô ta dám cầm cái lá cờ vàng bát sắc đỏ, dám cầm cái lá cờ tổ quốc của mình. Nó vượt qua giới hạn rồi. Và cô ta sẵn sàng cô ta chửi vào mặt Hồ Chí Minh. Nó vượt qua giới hạn. Nghe không? Vượt qua giới hạn đó là khi mà cô ta qua ra ngoài đường đó, dễ gặp cái thằng mà cuồng hồ cuồng đảng lắm. Gặp thằng cuồng hồ cuồng đảng là chết với nó. Tôi muốn nói vượt qua giới hạn là vậy. Thành ra mấy người vượt qua cái giới hạn gì có bao giờ mà phải nghi ngờ họ. Không có lợi cho cái đại cuộc đâu. Nghi ngờ bất cứ tổ chức nào cũng vậy. Bất cứ tổ chức nào đang đấu tranh, đừng bao giờ có nghi ngờ để trong lòng. Đừng có nói thẳng mặt họ. Nó làm cho xáo động. Nó xáo động người trong nước. Nó xáo động mỗi người hết. Không biết cái mà ông này là Minh Quân này, ổng có nói láo nó là cái gì đó trong cái cuộc đấu tranh đó. Thì mình phải chấp nhận cái vấn đề chiến thuật. Chiến thuật là trong cái giai đoạn ngắn nào đâu, ổng muốn làm như vậy thôi. Đúng không? Tại sao mình phải chống đối người anh em của mình? Mà mình không chống đối cái thằng cộng sản hay hơn nhiều lắm. Bất cứ ai tôi cũng không chống hết. Nói thiệt, tôi không, mình biết cái đó là nó nguy hiểm cho cái đại cuộc. Khi mình chống bất cứ người nào là nó nguy hiểm đến đại cuộc. Sự thật là vậy. Thành ra tốt hơn là mình không dám. Hiểu không? Tốt hơn là mình khi nhắm thẳng quân thù mà thắng, mà đánh á, thì từ thắng đến thắng. Còn mấy cái người đó thì xử sao đi. Đâu có ai mà đủ mà 100% cái bằng chứng để mà kết tội người khác đâu. Nếu mà mình có bằng chứng mà thật sự đó, đây là cái thẻ đảng của đó nè. Ví dụ vậy, đây là cái bức thư của nó viết đây nè. Đó, thì cái đó mình đánh nó được. Nó là dân chủ giả hiệu, mình đánh nó được. Thành ra mình phải có cái thái độ nó chừng mực. Đừng có đánh bất cứ ai. Hiểu không? Đánh rồi nó loạn. Không? Mình cứ nghĩ là mình tài để mà mình đánh Việt Giang. Trong khi đó, khi mà mình mở miệng mình đánh Việt Giang thì tự nhiên động người khác đó, người ta cũng nghĩ mình là Việt Giang đó. Tại vì mình đang đánh những người đấu tranh. Ví dụ bây giờ tôi nói tôi đánh ở công đạo Vinh Quân đi. Ông nói xạo điều này, nói xạo điều nọ.
cũng không được. Kệ, mình cứ nhắm thằng Việt Cộng thôi. Thằng Việt Cộng nó nói xạo, tôi đánh nó thôi. Cùng mấy cái người đó đó, mà nó họ có xạo thì chút xíu nữa cũng cũng không sao. Người ta không phải là người cầm quyền. Cái cầm quyền nó quan trọng lắm. Cái thằng cầm quyền là mình phải đánh nó cho nó mất cái power, nó mất cái quyền lực. Là cái quan trọng nhất là mình phải đánh cái thằng cầm quyền. Chúng phải đánh cái những người mà không cầm quyền. Những người không cầm quyền đó nó không có hại gì mình nhiều. Mà cái thằng cầm quyền nó mới hại mình. Nếu mà tất cả đều mọi người đều tập trung đánh vào thằng cầm quyền đó thì nó mới gục. Còn mình suy nghĩ nó có những cái chiến lược tùm lum hết. Rồi cái mình cái suy nghĩ thằng Việt Cộng này nó theo Cộng sản là nó cánh tay mặt của Cộng sản đây. Rồi ông Đào Minh Quân này là ổng nói xạo cái này xạo cái nọ đủ thứ hết. Làm cái gì? Có biết, mình đâu có biết được đó là cái chiến thuật của ổng. Hoặc là nhiều khi ổng có thiệt làm sao? Mình chắc gì mình biết 100%. Mà ổng có quyền. Nhưng mà ổng có thể là ổng thật mà nói chuyện với thằng Cộng sản đó. Nhiều khi mình phải láo với nó, chứ không phải mình lúc nào mình phải sự thật với thằng Cộng sản. Cộng sản mà nó láo với mình quá sức trời, lâu lâu mình láo một vài lần với nó, mình gạt nó cũng được đi. Nhưng mà cá nhân TV 256 là không có, tại vì mình thuộc cá nhân thôi. Mình cũng không có phải mà tham dự bất cứ tổ chức nào. TV hoàn toàn là TV thích những cái người như vậy đó. TV thích những cái người là giống như Đoàn Thị Thùy Dương nè. Họ không phải tham một người tổ chức nào hết á. Cá nhân TV 256 cũng vậy. Không tham gia bất cứ tổ chức nào hết. Nhưng mà nhờ cái đó mình mới có tiếng nói mạnh mẽ, và cái tiếng nói mình mới được trung thực. Đúng không? Thường thường nó TV nghĩ rằng mình tham gia cái tổ chức thì mình sẽ bị lệ thuộc đồ này nọ. Mình lệ thuộc khó đó. Mình lệ thuộc cái tổ chức này, mình là mình phải khen cái tổ chức này. Mình nhiều khi đó nó làm cho cái tiếng nói mình nó bớt cái trung thực. Thành ra TV mong chúng ta cũng phải tạo được một cái nhóm như vậy. Một cái nhóm như là cô Lý Xã Phạm cũng nói, cô hình như cô không có tham gia tổ chức nào hết. Mà Thùy Dương cũng nói không tham gia tổ chức nào hết. Đó là những điều rất tốt đấy. Tại vì khi mình không tham gia tổ chức thì tự nhiên cái tiếng nói mình được quần chúng hỗ trợ nhiều hơn. Họ nghĩ là mình nói trung thực. Mình không binh tổ chức mình không có phải mà mình là nó làm cho mình cái người viết của mình hoặc là cái tiếng nói của mình nó bị sai lệch. Nó sai lệch tí là sự thật mình thích. Cả thế giới biết được Vũ Mỹ Đức Hà Nội hả? Dạ cảm ơn bạn Tùng Lê nha. Thưa quý anh chị em, nếu mà hiện tại quý anh chị em ở trong nước đó, làm sao cho thế giới biết cái tin là sau cái buổi tối đó thì cái sự việc nó sẽ xảy ra như thế nào. Và điều đó là TV256 rất là lo lắng, thưa quý anh chị em, rất là lo lắng luôn. Rồi cái chuyện cái anh Đoàn Huy Chương đang bị gọi là bị cái quân cộng sản nó lại là ức hiếp, nó đánh đập rồi nó hăm dọa tùm lum á. Cái anh Đoàn Huy Chương đó mà quý anh chị nhớ không? Đoàn Huy Chương với cái cô Đỗ Thị Minh Hạnh á, là để mà xây dựng cái công đoàn cho công nhân Việt Nam, công đoàn độc lập đó. Nó có những cái chiến sĩ mà mình phải mến phục như vậy, mà bây giờ người mới đã giam người ta 7 năm tù rồi, bây giờ người ta về nhà lại là còn hành hạ người ta tiếp nữa, mình coi làm sao được. Những người yêu nước mà như vậy mà mình chưa thỏa mãn nữa hay sao mà mình phải hành hạ người ta đó. Ngay cả chị Bùi Thị Minh Hạnh cũng vậy,
Bùi Thị Minh Hạnh ra rồi cái tìm cách lấy cái căn nhà của người ta. Có sao được. Phải không? Lợi dụng mà cái lúc mà người ta bị bắt như vậy rồi. Mà đau đớn của cái chị Bùi Thị Minh Hạnh đó là chỉ có bảo hiểm. Mà bảo hiểm là lúc mà người ta bị nguy cấp thì không có được phải bồi thường cho người ta chứ, đâu có lấy căn nhà người ta thừa được, tại vì người ta đã mua bảo hiểm mà. Chị Bùi Thị Minh Hạnh chỉ nói rõ như vậy. Nó rất là ác, nó rất là không phải mà đạo mà làm con người, không phải là mà để mà làm cái chính quyền. Một cái chính quyền không thể mà hành xử với nhân dân như vậy đó. Một cái đó là một cái tà quyền hay là bạo quyền, là nó không phải là, hoàn toàn không phải là con người. Mà cái tội ác đó TV nghĩ là nó nằm ở ở cái đám cầm quyền đó. Bốn tên cầm quyền mà nãy TV thẳng mặt TV nói đó. Kêu gọi là phải thả tất cả các tù nhân Việt Nam, không còn cách nào hết. Cái áp lực của người dân nó đã đến rồi, cái áp lực nó rất là rõ. Người dân gọi là không còn sợ chết nữa rồi, họ sẵn sàng họ cầm cờ truyền thống. Truyền thống là nó có từ thời xưa đến nay. Căn bản của lá cờ truyền thống là căn bản vẫn là cái nền tảng là màu vàng, đúng không? Rồi cái lá cờ nó cứ biến thiên theo lịch sử thì nó trở thành một cái lá cờ ba sọc đỏ. Thì hiện tại nay là người hải ngoại gọi là lá cờ đó là lá cờ Tổ quốc, đúng không? Nó cũng là lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, tại vì chế độ Việt Nam Cộng Hòa là cũng dùng nó, nhưng mà nó là lá cờ Tổ quốc, đúng không? Nó rất là tốt đẹp hơn là cái lá cờ đỏ sao vàng, đúng không? Không có thể nào mà mình chấp nhận được cái lá cờ mà tỉnh Phúc Kiến đó. Nhưng đó là sự thật mà quý anh chị trong nước hiểu được điều đó 100%. Tại vì nó có cái phim mà Trường Chinh đó, quý anh chị em ở trong nước thì coi mà VTV1 mà nó chiếu phim mà Trường Chinh đó. Trường Chinh mà của đạo diễn gì mà Đường Quốc Cường mà cái thủ vai chính đó. Thì trong cái phim đó Mao Trạch Đông mà phát cái cờ đỏ sao vàng ở tỉnh Phúc Kiến, nó là sự thật như vậy đó. Đó, người dân Mỹ Đức làm đúng đó. Cảm ơn chị Nga Thủy. Người dân mà bắt được những cái anh, nhưng mà cá nhân TV thấy cũng hơi ngại ngại chứ, tại vì khi mà bắt mấy cái anh mà bắt được công an mà không có dám, không có cột dây gì hết, mình sợ số đông mình nó phản ứng ngược lại mình đỡ không nổi thôi. Nhưng mà TV nghĩ rằng là tại vì mình ở ngoài cuộc rồi mình không thấy. Sự thật thì người dân ở trong nước thì họ có cái sức mạnh để mà họ kiềm chế mấy chục người đó mà do đến cả trăm dân rồi làm sao kháng cự được. Không? Nếu mà kháng cự là chết với dân à. Không? Dạ chào anh Davis Doãn nha. Davis Doãn. Nãy giờ trong diễn đàn mình có ai mà theo Cộng sản không? Anh đánh cho TV một dòng tách chat thôi. Nói thiệt mình gặp mà Cộng sản thì mình mới có cái nhiều nhiều điều để mà nói. Yeah. Nhiều điều mà để mà nói hơn. Yeah. Mình gặp đối thủ mình, còn mà đây là anh em bạn bè mình không thì mình cũng vui vậy. Nhưng mà có người mà Cộng sản vào á, thì mình mới có cái cơ hội để mình bày tỏ cái quan điểm của mình. Yeah.
Tại vì đó họ bị nhồi sọ lâu quá rồi họ không biết. Đúng không? Họ là nạn nhân đó. Mình phải xem họ như nạn nhân chứ không phải là kẻ thù đâu. Nếu mà kẻ thù á thì chỉ có mấy tên cầm quyền thôi. Cầm quyền mà nó chưa có từ bỏ quyền hành đó. Đó TV256 nói đó. Nguyễn Phú Trọng là kẻ thù của TV256 đó. Có trước mặt là đánh liền thôi. Có trước mặt là tát nó vài bạt tay đừng cho nó tỉnh nữa. Nó có chớn là như vậy đó. Hoặc là Trần Đại Quang, hoặc là Nguyễn Xuân Phúc, hoặc là bà gì đó. Nguyễn Thị Kim Ngân. Tất cả đó là kẻ thù của mình gặp mặt là mình có thể giết được là mình giết. Không sao hết. Còn khi mà nó từ bỏ cộng sản là phải tha thứ nha. Bỏ gì đó. Tại vì khi từ bỏ cộng sản mất quyền hành rồi thì mình không có lý do để mình trả thù người ta. Mỗi người là một gạch để mà xây dựng cái Việt Nam, để bỏ một cái gạch nào hết. Trả thù là nó đều nó người ta đã xuống ngựa rồi, người ta đã từ bỏ chủ nghĩa cộng sản rồi, tại sao mình tiếp tục người ta mình thù người ta, mình giết người ta không được. Có thể nó có những cái tòa án để mà lấy lại cái tài sản của ăn cướp của người dân thôi, chứ mỗi người dân đều có thể xây dựng cái đất nước mình hết đó. Nếu mà mình có cái tâm ý tốt với mọi người như vậy thì cái đất nước mình mới khá được. Chứ cái đất nước mình mà cứ tiếp tục hận thù đó là không khá. Không khá đâu quý anh chị em. Mình chỉ hận thù trong lúc nó cầm quyền thôi. Đó bốn cái tên mà cầm quyền đó là bốn cái tên mà mình gặp đâu là đánh đó, thì cái đó được. Còn khi mà tên nào mà từ bỏ, nói mà tuyên bố từ bỏ cộng sản rồi đó, thì những người đó mình phải vẫn coi là những người Việt anh em của mình, không không phải là thù. Thành ra đó TV thắc mắc là cái vụ mà xảy ra ở Đồng Tâm đó, nó quan trọng là trong lúc buổi tối rồi không biết rồi bộ đội với công an có kéo đến để mà giải giải cứu cho ba mươi mấy người đang bị bắt đó hay không, và nó sẽ xảy ra những cái gì. Mình làm như mình đây mình không biết gì, nhưng nó nói rằng là tụi nó có cái xe mà phá sóng đó, nó bao nhiêu lợi hết rồi, thành ra mình cũng không nhận được tin tức nữa. Thành ra quý anh chị em nào mà có Hà Nội thì có thể cho biết những cái tin tức này thì TV256 rất cần. Quý anh chị em cũng đang cần những cái tin tức như vậy. Những cái tin tức rất là nóng hổi mà. Người dân mình mà bắt là ba mươi mấy người như vậy mà còn gọi là tẩm xăng nữa. Tẩm xăng để khi nào mà quân đội công an mà tụi nó mà muốn giải thoát những cái đồng đội của nó thì mình phóng hỏa. Thấy không? Cái chuyện trường hợp nó quá sức căm phẫn của người dân rồi. Thành ra TV nói với mấy cái anh cầm quyền đó là phải thả ngay. Bây giờ lợi dụng biết biết được cái lòng căm phẫn của người dân thì mình phải làm bớt cái sự căm phẫn xuống. Mình đừng có làm căm phẫn thêm rồi mình sẽ bị hại đến cả cá nhân của mình và cả gia đình mình cũng. Cả gia đình Nguyễn Phú Trọng luôn. Cả gia đình đình ông gọi là chủ tịch nước luôn. Cả gia đình hết. Người dân khi mà nó căm phẫn rồi nó không có suy nghĩ đâu. Phải không? Thành ra mình đó trong cái giai đoạn này đó là mình cầm quyền. Thì mình đó phải làm cho cái lòng dân bớt căm phẫn đi. Nếu mà quý anh chị em đó, quý mấy nhà cầm quyền đó mà thả tất cả những cái người mà tù nhân hiện tại đi, thì cái điểm đó là cái điểm son để người dân có thể tha thứ dễ dàng cho quý anh chị em. Một cái điểm son rất là lớn mà làm cho tất cả những cái gia đình đấu tranh đó họ sẽ rất là sung sướng, họ rất là vui khi mà
Những người con hoặc là người vợ đoàn tụ với chồng, không có gì mà tuyệt vời bằng điều đó hết. Và người dân thấy được điều đó, toàn dân thấy được điều đó, toàn thân dân thấy được các anh đã hồi tâm, các anh đã làm một cái chuyện mà tốt đẹp cho đất nước. Và người anh, người dân từ từ sẽ tha thứ cho các anh. Các anh nói thật ra đó, các anh cầm quyền chứ nói thật ra đó, các anh cũng là nạn nhân của cái chế độ cộng sản này thôi. Thì muốn nói thẳng đó là điều sự thật. Mấy chục năm các anh sống trong cộng sản rồi, mấy nó làm như là nó là những cái con robot rồi, nó là một cái thói quen rồi. Thế mà nghe đụng đến Hồ Chí Minh là các anh phản xạ liền, nhớ không? Thế mà nghe mà cờ vàng ba sọc đỏ là các anh cho phản động rồi. Trong khi đó những cái người chống đối Hồ Chí Minh là những người yêu nước, tại vì họ biết rõ rằng là Hồ Chí Minh là một tên gián điệp cộng sản, và họ biết rõ là lá cờ vàng ba sọc đỏ này là cái lá cờ của tổ quốc, cái lá cờ truyền thống có từ hồi xưa tới giờ. Họ biết, họ đọc, họ hiểu. Thưa các anh, đừng có tưởng người dân không hiểu điều đó. Thì họ có thể là họ sợ là một là cái thời điểm trước thôi. Thời này họ đâu có sợ nữa. Họ dám mang cái cờ vàng ba sọc đỏ ra để họ đấu tranh, để mà họ gặp cái ông gọi là xã trưởng. Là quý anh chị em biết cái thời của mình đã không lâu rồi đó, có thể sụp đổ trong cái tháng 4 này cái chế độ cộng sản nữa. Đâu có ai biết rằng là cộng sản Liên Xô mà sụp đổ đâu. Tụi nó là cả trăm triệu mà, cả trăm triệu cầm cái cờ búa liềm đó của Liên Xô đó, rồi rốt cuộc rồi cũng sụp đổ thôi. Đừng có tưởng mình không hiểu được nó sụp đổ lúc nào, mà mình thấy cái làn sóng mà căm phẫn nó cái dâng cao rồi, nó dâng cao lắm rồi. Thì bây giờ mình phải làm cho cái làn sóng căm phẫn đó nó bớt đi, là phải thả tất cả các tù nhân chính trị. Và mình sẽ may mắn là sau này đó, người dân đó người ta thấy được những cái điều đó, và cái tội ác của mình nó được giảm đi, không có bị tù, không có bị mà phân tử giống như là đại tá gầm Gaddafi của nước Libya đó. Em thấy điều đó mà cái bộ mặt đẫm máu của Gaddafi mà đến người dân xử rồi, các anh thấy không được. Mà nó không phải là xử các anh không, mà còn xử gia đình nữa. Mà tại sao đây là cái cơ hội? TV muốn nhắn với mấy anh cầm quyền, đây là cái cơ hội của các anh phải thả tù nhân chính trị. Cái cơ hội rất là tốt cho các anh đó. Thả ngay và ngày mai đi. Thả tất cả các tù nhân chính trị là cái làn sóng rồi là bớt liền. Là các anh cũng chừng là những người anh hùng để mà cứu cái đất nước này. Các anh tuyên bố từ bỏ cộng sản, từ bỏ giải tán cái đảng cộng sản Việt Nam. Các anh trở thành những người anh hùng, không ai chống các anh nữa hết á. Và các anh vẫn cầm quyền, đâu có các anh, đâu có các anh cần phải sụp đổ đâu. Người dân đâu có muốn mà đất nước hỗn loạn đâu. Người dân hoàn toàn không có đất nước muốn hỗn loạn, mà người dân chiến thắng các anh bằng cái tư tưởng. Một khi đó, các anh từ bỏ cái chủ nghĩa cộng sản là người dân thấy chiến thắng rồi. Chúng ta đã chiến thắng được, đất nước sẽ không còn cái chủ nghĩa cộng sản nữa. Cái đất nước không còn chủ nghĩa cộng sản nữa thì chắc chắn là phải hướng tự do và dân chủ thôi. Các anh từ bỏ cái đảng cộng sản. Thấy không? Nói cộng sản bây giờ là sụp đổ hoàn toàn, gọi là giải tán cộng sản, giống như ông Gorbachev ở bên Liên Xô ký tên, ký là ông là tổng bí thư mà, tổng bí thư đảng cộng sản ký tên giải tán đảng cộng sản. Thì đó là miếng mà ông Nguyễn Phú Trọng mà làm được cái chuyện đó, ông
sẽ trở thành người anh hùng, không có ai mà muốn giết ông hết. Tivi sẵn sàng, Tivi quỳ lại ông luôn, tôn ông thành một 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 cái ông thánh luôn. Ông là một người cứu nước, không? Ông là một người cứu nước. Người dân đã khổ với cái chế độ cộng sản mấy chục năm rồi, bây giờ ông là người giải tán cái đảng cộng sản thì ông là một người anh hùng của dân tộc, không? Một cái anh hùng, bao nhiêu lịch sử, bao nhiêu anh hùng ở cả một cái chiều dài lịch sử 4-5 ngàn năm các anh dẹp hết, không? Mấy chục năm nay các anh sử dụng cái tiền Hồ Chí Minh mà cái tiền mà tên gián điệp như vậy, các anh coi các anh lịch sử các anh bỏ trong rác, không có xứng đáng bằng cái tên gián điệp Hồ Chí Minh, mà thì các anh không hiểu thôi. Nếu mà các anh chịu khó đọc bài TV26 nói chuyện về gián điệp Hồ Chí Minh đầy đủ bằng chứng, tuy là TV256 là đặt cái câu hỏi Hồ Chí Minh là có phải là gián điệp cộng sản không, cái đó chỉ là cái tựa đề thôi. Sự thật là Hồ Chí Minh chắc khẳng định là 100% là gián điệp cộng sản. Cả những cái bằng chứng mà TV thưa quý anh chị em, mà quý chị em nếu mà có coi mà livestream mấy lần trước thì TV có hai bài về Hồ Chí Minh đó là gián điệp cộng sản đó, có phải là gián điệp cộng sản không? Thì qua hai bài nói chuyện đó thì TV vạch trần ra là ông ta là một gián điệp chắc chắn luôn, không có còn nghi ngờ gì đó. Nó đủ bằng chứng rồi, nó đủ bằng chứng tài liệu lịch sử để mà là cộng sản rồi, gián điệp cộng sản rồi. Mà bây giờ mình đi mình thờ một cái tên cộng sản như vậy, mình thờ một cái tên mà gián điệp như vậy, sẵn đây TV nhắc sơ sơ thôi, sơ sơ cho quý anh chị em thấy đó rằng là Hồ Chí Minh là gián điệp cộng sản, sơ sơ thôi, vài cái bằng chứng thôi. Nhớ được nhớ tới đâu thì TV26 nói đến đó. Tại vì đó Hồ Chí Minh đó, người ta đã khẳng định là ổng đã chết vào năm 1932, 33 gì đó ở hồng nhà tù Hồng Kông rồi, mà Hồ Chí Minh đó lại đang mắc bệnh lao rồi. Nó có rất là nhiều tài liệu nói về ổng bị bệnh lao trong nhà tù Hồng Kông, chết vì bệnh lao luôn, báo chí nói như vậy đó. Và lúc ổng chết thì báo Daily Worker ở bên Anh đó, đó là cái tài liệu mà trong cái trang tài liệu lịch sử của cái quyển sách mà TV muốn chia sẻ đó, mà bây giờ quên mất rồi, đợi chút xíu nữa. Thì đó, ổng là chết vì cái bệnh ho lao rồi. Rồi làm sao rồi bây giờ TV đặt câu hỏi quý chị em, nếu mà quý anh chị em nghĩ là ông Nguyễn, lúc đó là ông tên là Nguyễn Ái Quốc phải không? Rồi bây giờ các ông sau này là ông Hồ Chí Minh đó, TV hỏi thôi. Nếu mà ông nhận ông là Nguyễn Ái Quốc đó thì TV hỏi thôi, ông sống từ cái lúc mà năm 33 cho đến 41 mà lúc mà xuất hiện ở hang Bắc Bó, ổng ở đâu? Một cái người mà giống như Hồ Chí Minh là phải có biết nó ở đâu chứ, tự nhiên xuất hiện ở hang Bắc Bó à, một cái dấu hỏi không trả lời được. Nó mất đi cái giai đoạn mà Hồ Chí Minh sống mà từ năm 33 đến 41 là ở nhà nào, ổng nhà ông ở đâu và ông đang làm gì? Đâu phải tự nhiên bỏ cuộc đấu tranh của ông mà ông nói ông kháng chiến chống Pháp rồi ra đi tìm cứu nước mà tự nhiên bây giờ mất tiêu à? Cắt nghĩa cho TV256 trong lúc năm 1936 ông ở đâu? 35 ông ở đâu? 34 ông ở đâu?
ổng chết thì cũng ở đâu được. Đó là một cái điều mà một cái dấu hỏi rất là lớn, đúng không? Cái điều thứ hai nữa là cả những người mà bệnh ho lao đó, thời đó có chưa có thuốc mà streptomycin hoặc là rimastan gì đó, rimastan cũng trị ho lao. Đó là những cái thuốc mà trị ho lao đó. Thời đó không có thuốc là ai cũng bị chết hết. Ông không có mà phải là đặc biệt gì hơn ai mà sống là qua được cái bệnh ho lao đâu. Bệnh ho lao là bất trị, phải nói như vậy, bất trị. Rồi bây giờ một câu hỏi nữa, quý anh chị em trả lời được không nha? Quý hỏi một câu hỏi nữa. Tại sao Hồ Chí Minh không làm tổng bí thư mà từ hồi lúc mà Đảng Cộng sản thành lập ra là năm 1930, như kinh Đảng Cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương đó, rồi sau này năm 32 gì đó, Đảng Cộng sản Việt Nam là năm 32 rồi vậy, nó chứ không biết nó cái thay đổi tên rồi nên nhiều mình không không nhớ rõ nè. Thì đại khái từ năm 1930 đi cho đến năm 1945, khi mà Hồ Chí Minh mà cướp chính quyền nữa, 15 năm. Tại sao ông lấy chức vụ gì ở trong Đảng Cộng sản? Thì là câu hỏi đơn giản thôi. Hồ Chí Minh có chức vụ vậy gì? Ít ra đó, một cái con người mà nếu mà ông nổi tiếng như ông, tài ba như ông, ít ra ông phải nắm cái chức tổng bí thư chứ, hiểu không? Mà ông đâu có nắm đâu. Ông chết thì lấy gì ông nắm? Rõ ràng không? Quý anh chị em đồng ý thì đánh số 1 cho TV256 thôi. Đánh số 1 thôi. Đồng ý là ông không có thành ra, ông không có xuất hiện. Ông chết rồi. Thành ra ông không làm tổng bí thư được. Trong khi đó mà có tổng bí thư là Trần Phú nè, rồi Lê Hồng Phong nè, rồi Trần Phú, Lê Hồng Phong, nhiều tổng bí thư lắm, năm bốn năm tao trọng, năm sáu tao tổng bí thư rồi. Mà bây giờ tôi nhớ không rõ nữa. Trường Chinh nữa, Trường Chinh sau này cũng là tổng bí thư nữa. Thì đại khái đó, ổng chết rồi, thành ra 15 năm như vậy đó, ổng không có phải là tổng bí thư. Rồi sau này đó, ổng mới cướp một cái Hồ Chí Minh, người khác là tên Hồ Chí Minh, rồi cướp chính quyền. Cướp chính quyền rồi, rồi mới lên làm chủ tịch nước và kiêm luôn tổng bí thư. Đó là sự thật là như vậy đó. Đó, cảm ơn bạn đánh số 1. Nó dễ lắm, nó dễ lắm. Một con người Việt Nam mà yêu nước đó không bao giờ chấp nhận chia hai đất nước mình. Hồ Chí Minh thắng được giặc Tàu đó, thắng được Pháp đó là nhờ cái vấn đề mà mấy ông tướng của Tàu, rồi quân của Tàu luôn. Quân cũng của Tàu luôn, tướng cũng của Tàu luôn, cũng có một số người Việt Nam để mà kéo pháo lên đỉnh núi để mà bắn Pháp. Nhưng mà sự thật là lịch sử sau này nó phơi bày hết rồi. Mà người ta hiểu rõ như vậy. Là cái cuộc mà chống Pháp mà thắng cái trận Điện Biên Phủ đó là Lão Ba nè, rồi Trần Canh nè, Lão Quý Ba, Trần Canh, rồi còn một cái ông gì nữa. Thì đại khái là mấy tướng Tàu không á. Dạ, cảm ơn bạn Thức Đỗ nha. Nhờ cái tướng Tàu mới là thắng được cái trận Điện Biên Phủ thôi, đưa Võ Nguyên Giáp lên làm như là anh hùng như thế. Chứ thành ra Nguyễn Nguyên Giáp nó đâu có, ông Võ Nguyên Giáp có thực tài gì đó. Đừng có nói Võ Nguyên Giáp mà anh hùng. Thử hỏi nếu mà không có Tàng Tàu đó thì Hồ Chí Minh thành lập được chính phủ lâm thời không, ở cây đăng trào không? Sao Hồ Chí Minh thành lập được? Tiền bạc đâu để mà thành lập
chỉ có Hồ Chí Minh là người Tàu. Thì nó là người Tàu thì nó kêu Mao Trạch Đông gửi quân qua làm quân Việt, rồi gửi súng ống qua, rồi mới thành chính phủ, là bộ này ngành này mới có đủ, mới có đủ người để mà thành lập chính phủ, rồi mượn một số người Việt để tham gia vào cái hành chánh để mà chạy một cái chính phủ như vậy. Thành lập một cái chính phủ lâm thời đâu phải là dễ đâu. Nói mà chính phủ là người ta sợ rồi, thành lập một cái đảng phái thì người ta nghe người ta có thể làm được dễ dàng, phải không? Chứ mà một cái chính phủ đó nó nhiều ngành, nhiều bang, nhiều đủ thứ đó, hiểu không? Nó không phải là chuyện đùa. Mà hỡi, mà mình thấy mình có một cái chính phủ Đào Minh Quân, rồi mình đem đi, mình không biết là có thật hay không, mình cứ đánh người ta à. Dù mình biết người ta nói dối đi, cá nhân TV cũng không nên đánh. Tôi nói thật gì đó, hiểu không? TV thấy phải nói có nhiều điều mình thấy mình không hài lòng, nhưng mà mình đánh thằng Cộng sản thì nó chắc ăn hơn. Cái chính phủ đó nó nhiều cái điều kiện để mà thành lập cái chính phủ, chứ nó không phải dễ đơn giản như mình nghĩ đâu. Thành lập đảng phái nó còn được. Dạ, TV xin đọc cái phần mà người bạn viết nha. Là thứ nhất là Đỗ Thị Tuyết nói là: thưa bác, Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Ái Quốc đã bị thủ tiêu và thay thế vào đó là một thiếu á tá Hồ Quang của Tàu Cộng. Đó là những cái tài liệu bên bên Tàu nó đưa, nó chụp hình Hồ Quang cái mặt y chang như ông Hồ Chí Minh mà có vẻ là cao hơn, bằng cái quân phục gọi là bát lộ quân đó. Đó là sự thật, những cái ảnh đó nó đầy trên internet và người ta hiểu đó là sự thật thôi. Cái mặt thì của Hồ Chí Minh thôi, mà bằng cái bộ đồ bát lộ quân của Trung Cộng, rồi thiếu tá Hồ Quang nữa, mang cái quân hàm là thiếu tá Hồ Quang, thì cái đó là sự thật đó. Thành ra Hồ Chí Minh không có chạy được, không thấy nào mà chạy được, bởi vì cái ông đó là người Tàu. Thành ra họ dùng cái văn hóa của Tàu, thành ra họ muốn gọi người dân của Việt Nam đó phải gọi là Bác Hồ. Cái đó nó văn hóa của người Tàu, chứ thấy rõ không? Cái đó cũng là một bằng chứng để tố giác Hồ Chí Minh là người Tàu đó. Chứ thay vì đó, muốn gọi là người Bác thì phải gọi là Bác Minh. Bác Hồ Chí Minh thì phải gọi là Bác Minh, chứ không có thể ai mà người Việt mà dùng quá Tàu mà nói là Bác Hồ. Ở bên đây, ở trong miền Nam đó, Việt Nam, thời Việt Nam Cộng Hòa đó, TV kêu là Tổng thống Thiệu mà, chứ không bao giờ kêu Tổng thống Nguyễn đó. Rồi TV 6 cũng gọi là cụ Diệm, ông Diệm, đâu có bao giờ mà gọi là ông Ngô bao giờ. Cái đó là nó hành xử về cái văn hóa của người Việt Nam là gì, mà cái văn hóa của Tàu thì nó gọi như vậy đó. Bác thì phải Bác Hồ, văn hóa Tàu thì rõ ràng Hồ Chí Minh là người Tàu, thế đấy muốn người ta gọi mình theo cái họ như vậy. Đó là một cái điểm mà mình cần phải để ý đó. TV xin đọc cái lời mà comment của cái bạn mà Nguyễn Hữu Minh nha. Đơn giản thôi, ông Hồ không làm tổng bí thư vì ông mang danh sáng lập ra nước Việt Cộng, mang danh là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong khi đó ông ta còn cho nhiều đảng khác tham gia. Đến khi ông đã tiêu diệt hết các đảng phái rồi, chỉ còn băng đảng của ông, thì lúc đó vai trò tổng bí thư mới nổi bật. Khi đó ông ta đã già và Trường Chinh, Lê Dưỡng nắm cơ hội tiếng quyền của ông ta. Thì cái đó đó, trong khi cái câu hỏi của TV 256 là muốn cho biết rằng là nếu mà ông còn sống, hiểu không? Nếu mà ông còn sống mà từ cái thời gian mà Nguyễn Ái Quốc đã chết vào năm 1933 rồi đó, 32 rồi đó, thì trong suốt gọi là
15 năm á. Trong suốt 13 năm chứ. 13 năm đó tại sao ông không nắm chức tổng bí thư? Tại vì ông đã chết rồi. Cái câu đơn giản là trả lời đó là nó dễ như vậy thôi. Ông đã chết thật rồi, thành ra ông đâu nắm chức tổng bí thư. Thật ra tuyển sau này bắt đầu năm 1941 thì có người gọi là xưng là Hồ Chí Minh. Rồi sau này cầm nhầm luôn cái tên là là Nguyễn Ái Quốc luôn. Thế nên nó đơn giản như vậy thôi. Tôi sẽ đọc một câu hỏi comment nữa nha. Cộng sản nó lì như chó vậy. Thằng Hồ Chí Minh nó chết lâu rồi mà cứ nằm ở Ba Đình tám dân tộc Việt Nam hoài. Đúng vậy, nó đau thương cho cái đất nước mình. Người ta nói mình thì mình không có tin phong thủy mấy, nhưng mà người ta nói điều đó nó nằm ngay cái chỗ trung tâm của Hà Nội đó, thành ra nó làm cái đất nước mình nghèo hoài thôi. Việt Tân nói đúng không cha? Tuần Xuân đánh một tách chat cho TV hiểu rõ bạn cái ý nghĩa của bạn muốn nói như thế nào nha. TV cần cần cái suy nghĩ của bạn muốn nói gì như thế nào đấy. Nói đúng không cha là sao? Cộng sản nuôi dư luận viên để lấy phân, rồi cộng sản lấy phân lũ dư luận viên chắc cha mẹ ông bà dư luận viên. Cái đất nước mình thiệt đấy. Nó đẻ ra cái vấn đề mà dư luận viên đó, nó không giống ai hết trơn, nó không giống ai hết nè. Khi mà mình cái cầm ngồi bút của mình á, mình cái sự suy nghĩ của mình á, để mình nó không phải là sự thật, mà nói về cái mục đích đó là để mình nói mà để mà kiếm tiền, hoặc mình viết mà để kiếm tiền, để mà trở thành dư luận viên đó. Tôi biết hiểu được mà, nó nói là con nó tuyển mộ đến mà mấy chục ngàn dư luận viên mà lên tới cái con số có thể là 800.000 mà như vậy đó. Không hiểu nổi chế độ cộng sản mà nó có thể nó viết những cái gì mà sai sự thật, những cái gì mà khác cái sự suy nghĩ của nó mà nó vẫn viết. Thành ra người ta gọi là dư luận viên là vậy, viết mà vì cái đồng tiền của mình. Trong khi cá nhân của TV mấy đấu tranh mấy chục năm rồi không có nhận một đồng xu nào hết đó. Không có nhận mà tiền nhuận bút luôn, viết biết bao nhiêu bài cũng không có nhận tiền nhuận bút. Bây giờ on stream cũng phải bỏ tiền ra là nhiều hơn, mình phải bỏ tiền mua này mua nọ thôi, chứ mình đâu có cái mục đích nào mà vì tiền đâu. Mình chỉ vì cái vấn đề mà mình yêu, mình mến cái đất nước của mình, mình muốn mình dân của mình được sống sung sướng thôi. Ai cũng có một cuộc đời nhưng mà nó sống sung sướng hơn là để người dân phải khổ quá. Người dân khổ quá mình chịu không nổi, mà mình bắt buộc mình lên tiếng thôi. Chứ mình thứ hỏi quý anh chị tội giả mình phải lên tiếng. Giờ này mình đi chơi phải sướng không? Giờ mình này mình đi chơi rồi mình ăn mình nhậu rồi phải sướng không? Tội giả mình lên tiếng để mình được cái gì chứ? Mình phải mình được tiền á thì mình cũng không nói nha. Mình không được tiền mà mình nhiều khi mình bị dư luận viên lên đây thì còn chửi á. TV không phải là Việt Tân đâu bạn Tùng Xuân nha. TV hoàn toàn với Việt Tân, hồi nãy TV cũng đã nói rồi. TV là một người đấu tranh rất là độc lập, không có đảng phái nào hết, chưa từng có một cái là nằm một trong đảng nào hết.
mà TV thích là rất là cần phải nhiều người như vậy đó. Nhiều người không cần phải trong đảng nào hết, tại cái tiếng nói của họ trung thực, không có bị mà đảng phái tổ chức nào mà ảnh hưởng đó. Thành ra lời nói mình rất là trung thực nha, mình không có bị phải kiêng nể sợ sệt ai hết đó, hiểu không? Ừ. Nãy giờ nói đến Hồ Chí Minh rồi, bây giờ cái vụ mà ông nhiều câu hỏi rồi, bây giờ thêm thêm một cái vài bằng chứng nữa nha, vài bằng chứng nữa. Quý anh chị em thấy ông Hồ Chí Minh mà cầm cái cây viết không, cầm cái viết giống như cái cọ sơn vậy đó, nó không phải cầm giống như giữa hai ngón tay của mình đâu, nó cầm 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 như gì, giống như cái cọ sơn vậy đó. Khi mà ông viết á, mà cái cầm cái kiểu đó là cầm cái kiểu của người Tàu á, họ viết theo chữ Tàu đó, quẹt 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 đó, cũng là một bằng chứng là Hồ Chí Minh là không phải rằng không phải là người Việt Nam. Hồ Chí Minh đó là Tàu 100% luôn. Đó là những bằng chứng mà sự thật. Người Việt Nam mình không thể nào mà chia cái đất nước mình làm hai, là TV nói đó. Mà Hồ Chí Minh Gia Cang đã, nó là người Tàu, thành ra nó phải chia cái đất nước mình làm hai. Nó muốn Việt Nam mình nó yếu đi để mà nó thôn tính về sau, thấy không? Chứ Việt Nam mình yếu đi rồi thôn tính về sau thôi, cái sự thật là vậy thôi. Chứ người Việt Nam mình đó có bác sĩ mà Trần Văn Đổ cũng là tham dự cái hội Geneva đó, mà ổng cho đại diện cho chính quyền miền Nam lúc đó đó, hiểu không? Ổng thấy chia hai đất nước, ổng không đồng ý, ổng không đồng ý một ký, ổng không đồng ý ký trong văn kiện, vẫn ôm mặt ổng khóc thôi, đại diện cho chính phủ Việt Nam đó. Rồi khi mà ổng về nước rồi chính phủ Ngô Đình Diệm treo cờ rủ, không? Treo cờ rủ mấy ngày đó, đại khái vậy đó. Người ta để tang cho cái đất nước nước, và người ta gọi cái ngày 20 tháng 7 là cái ngày ký, là cái ngày mà đau thương gọi là cái ngày quốc hận, là cái ngày quốc hận mà đồng tiếng đó. Cái ngày quốc hận là đất nước mình tự nhiên chia đôi à, ai là không phải là người quốc hận, dù anh là người Bắc người Nam hay là gì cũng không có được chia đôi cái đất nước mình. Mà thử hỏi cái ý kiến mà chia đôi đến từ đâu vậy? Đến từ Chu Ân Lai rồi nó cũng qua cái vua Mao Trạch Đông thôi. Mao Trạch Đông mới kêu Pháp lại, rồi kêu Hồ Chí Minh lại để mà ký vậy. Chứ sự thật ra nếu mà mình sự thật mà mình đánh được thắng được từ Pháp á, mà người Việt Nam thắng được từ Pháp á, đâu có cần phải thằng Tào Cộng. Thằng Tào Cộng đó nó đã nắm quyền rồi, nó nắm quyền của Hồ Chí Minh rồi, chứ nó không phải là chiến thắng của người Việt Nam đâu. Thành ra nó có quyền ký kết để chia hai cái đất nước của mình, nó có quyền ký kết chia hai cái đất nước của mình, tại vì nó là người Tàu. Nó sẵn sàng ký chia hai đỡ mà hai bên đánh nhau, hai bên nội chiến với nhau, đặng một bên quốc gia bên cộng sản gì đó, đặng coi như là nó mới mới thuần phục được ở bên bên ngoài Bắc này, không? Rồi nó người dân rồi đâu có biết, rồi ký theo cộng sản, bởi vì nó chỉ thị cho Hồ Chí Minh nữa. Chỉ thị Hồ Chí Minh mày phải ép thằng Tố Hữu nè, cái thằng mà nhà văn Tố Hữu đó, mày ép họ để mà làm một cái thơ để mà ca tụng Mao Trạch nha. Thế là Tố Hữu phải làm ngay thôi. Tố Hữu có bài thơ rõ ràng như vậy mà. Nó có cái bài thơ rõ ràng là thờ Mao Chủ tịch, thờ Stalin bất diệt.
đó, giết giết nữa bàn tay không muốn nghỉ, cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong, cho đảng bền lâu rập nước chung lòng, thờ Mao chủ tịch, thờ Stalin bất diệt. Nó chỉ thị cho Tố Hữu để mà làm những cái vần thơ tội ác như vậy, để thằng Tàu nó lên đầu để mà thờ, còn ông bà tổ tiên thì vứt và sọt rác hết. Người dân mình đó đến bây giờ luôn cũng có rành về lịch sử nữa. Lịch sử này nó sửa đổi hoàn toàn hết đó. Hai Bà Trưng chống giặc Tàu đó, nó nói Hai Bà Trưng chỉ là chống giặc giặc thôi. Trong mà mấy cuốn mà giáo khoa mà để mà đi học nít đó, chống giặc không à, không phải giặc Tàu. Trong khi mình hồi xưa thì Hai Bà Trưng thì đánh giặc Tàu không biết 65 thành trì rồi đại khái vậy. Nó là sửa sai lịch sử khổ vậy đó. Rồi xong rồi đó, rồi mình nó quá nhiều chi tiết luôn đó. Thành ra TV 256 nói đâu rồi thì nhớ đó nè, là để mà chứng minh rằng đó Hồ Chí Minh là một tên gián điệp Tàu. Nó đó không có học rành về tiếng Việt, chứ trong khi đó đó Nguyễn Ái Quốc đó nha, đã lên trung học rồi nha, chứ không phải là lớn ngớ mà tiếng Việt mà như là một cái người mà ngoại quốc mà đi học tiếng Việt đâu nha. Quý anh chị em thấy Di Chúc nó viết tầm bậy tầm bạ, gạch xóa tùm lum rồi sai lỗi chính tả, sai lỗi dân phạm đủ thứ. Một người mà Việt Nam mà đâu mà kỳ cục vậy, còn là dùng những cái ký hiệu phiên âm không à, còn là dùng những cái ký hiệu phiên âm giống như viết chữ F là bê phở với hát đó, F thôi đó, toàn là dùng ký hiệu phiên âm thôi là mình biết rằng là tên này là tên gián điệp Tàu rồi, mới nó đọc cái chữ đó hơi khó, thành ra phải dùng cái ký hiệu phiên âm F rồi Z rồi Z rồi đại khái, giống như nói chữ Dũng, dùng chữ Z rồi cái Z rồi cái đó. Đó cũng là một bằng chứng chứ không phải là không. Đó. Về cái ngôn ngữ mà nhiều người người ta nói cái ngôn ngữ ông học cái ngôn ngữ mà tiếng nói Nghệ An đó, người ta nói đâu có phải là tiếng nói Nghệ An như vậy đâu, nó lớn lớn thôi. Bởi vì không có dám đi ra Nghệ An đâu. Làm sao mà một người mà chủ tịch nước mà tự nhiên đổi tên đổi họ vậy. Nói cái đó cũng là bằng chứng rất là lớn. Mình đang lấy tên là Nguyễn Ái Quốc hoặc là Nguyễn Sinh Cung thì mình phải lấy là chủ tịch nước Nguyễn Sinh Cung, chứ không ai mà tự nhiên đổi tên đổi họ. Cái điều đó nó rất là vô lý lắm. Nếu mà mình phân tích á, mình phân tích mình biết tên trên đây là tên gián điệp đó, thì mình thấy rất là có lý, rất là có lý. Chỉ có tên gián điệp nó là Hồ Chí Minh thì nó phải liền Hồ Chí Minh thôi. Hồ Quang, Quang cái nghĩa cũng là Chí Minh, Quang Minh. Nếu nó là từ Hồ Quang mà thì mình cắt nghĩa là Quang là Quang Minh, nó trùng hợp hơn. Nếu. Rồi thêm một cái điều nữa ha, Hồ Chí Minh với TV nói đó là khi mà nó Hồ Chí Minh mà qua bên Pháp á, đi qua Tàu làm đầu bếp Pháp rồi sau rồi bắt đầu đấu tranh rồi này nọ đó, thì lúc đó là Nguyễn Ái Quốc phải không, thì Nguyễn Ái Quốc đó mình thấy cái hình trẻ của ông ta nó nằm ở trong kia đó. Quý vị vô Hồ Chí Minh là quý thấy Hồ Chí Minh có thắt cái cà vạt, một cái hình còn trẻ. Sau này từ hồi năm 1945 cho đến ông chết là coi như 25 năm,
chết năm 69, 25 năm, 24 năm. Chưa từng ông thấy, chưa từng là thấy ông bận cái áo mà có cái cà vạt đó, không thấy. Toàn là bốn túi rồi. Quý vị thấy không? Cái lịch sử, cái bản tánh con người mình, khi mình thắt cái cà vạt thì tự nhiên mình quen đi. Mình quen đi cái bận cái loại mà âu phục như vậy, thì từ từ lúc mà nhỏ mà tới lớn mình sẽ vẫn tiếp tục cái thói quen đó. Mà tại sao mấy chục năm sau không bao giờ thấy bận cà vạt đó? Tại vì hai người khác nhau. Không thể nào mà giống nhau mà đi mà tự nhiên rồi bỏ đi, không bận, không thắt cà vạt nữa. Nội cái vật cà vạt đó thôi là một cái dấu hội cũng là rất là lớn. Thành ra Hồ Chí Minh đó là phải là gián điệp rồi, đúng không? Thành ra Hồ Chí Minh bận toàn là đồ bốn túi, đồ bốn túi gọi là đồ mà đại. Quá nhiều bằng chứng, nãy giờ là biết là cả 5, 6, 7 bằng chứng rồi. Chưa nói đến những cái bằng chứng mà chôn sống ở đồng bào ở ngoài Huế đó, rất là tàn nhẫn với dân tộc Việt Nam của mình. Cái ngày thiêng liêng của dân tộc đó là 3 ngày Tết mà đi mà đem quân ra để mà đánh, để mà đánh vào cái ngày Tết, ba cái ngày Tết, kinh hoàng không? Mà đã nói rằng là ngưng bắn đó, mà gây cho đau thương cho cả dân tộc vào cái 3 ngày Tết. Quá quá sức tưởng tượng của, là chỉ có thằng Tàu nó mới tàn ác như vậy thôi. Cái người Việt Nam đó, người ta tôn trọng cái điều mà linh thiêng của 3 ngày Tết đó. Nha. Ô, âm thanh nghe rất nhỏ hả? Ô, mai mốt thì chắc phải TV phải chỉnh lại, tại vì cái này nó thâu qua bên cái phone nha, thành ra TV không rành nha. Vì âm thanh từ mobile phone ra máy ngoài hả? Âm thanh ra rất nhỏ, chết rồi. Nãy giờ không có để ý. Chào anh Ngọc Bùi ha. Ủa? Ủa phải. TV lộn rồi. TV thấy trong cái trang nhà của mình đó mà sao mà nó kỳ vậy? Không phải. Thằng cha đó dâm đảng quá chú ơi. Đúng vậy đó. Cảm ơn bác đã lên sóng và chào Đỗ Thị Tuyết nha. Được, nếu mà quý anh chị em đồng ý thì cái share dùm cái audio này, cái video này với quý anh chị em nha. Nãy giờ TV cũng muốn cỡ khoảng nửa tiếng thôi, đặng đảm bảo quý anh chị em đừng có